Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao Tô Chủ tịch bất ngờ đến thăm quân khu chính, thánh địa cũ của ông Ba Dũng? Đại tướng Chủ tịch nước Tô Lâm trong những ngày gần đây đã có các chuyến vi hành liên tục từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc như con thoi. Cụ thể vào ngày 2 tháng 7, ông Tô Lâm chủ trì lễ ra mắt lực lượng an ninh cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 4 tháng 7, Đại tướng Tô Lâm chủ trì hội nghị đảng ủy công an trung ương tại Hà Nội và ngày 5 tháng 7, Chủ tịch nước Tô Lâm lại có mặt tại quân khu 9 tỉnh Vĩnh Long. Và đây là hình Chủ tịch nước Tô Lâm thăm lữ đoàn công binh 25 thuộc quân khu 9. Báo Nhân dân ngày 5 tháng 7 đưa tin, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm lữ đoàn công binh 25 quân khu 9. Bản tin cho biết sáng ngày 5 tháng 7 tại tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm và làm việc tại lữ đoàn công binh 25 thuộc quân khu 9. Cùng dự và làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời nhân dịp này, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đã đến dân hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Theo giới quan sát, việc Chủ tịch nước Tô Lâm về thăm và làm việc tại quân khu chính có thể liên quan đến những đồng đoán gần đây, cho biết chuyến công du đầu tiên ra nước ngoài của Chủ tịch Tô Lâm sẽ là Campuchia thay vì Trung Quốc hay Hoa Kỳ. Hơn nữa, đây là địa bàn hoạt động của người bố ông Tô Lâm là tướng Tô Quyền trong giai đoạn trước năm 1975. Tuy nhiên, quân khu chính lại được biết đến là địa bàn mang tính chiến lược của cựu thủ tướng hai nhiệm kỳ Nguyễn Tấn Dũng. Quan trọng hơn, với hai nhiệm kỳ nắm giữ chức thủ tướng, ông Ba Dũng đã xây dựng được một hệ thống chân rết ở khắp mọi ngóc ngách trong bộ máy nhà nước từ trung ương tới các địa phương. Chưa kể đến việc Thời gian đó, ông Nguyễn Tấn Dũng nhận được sự ủng hộ của các đại thần trong đảng như Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh và Đỗ Mười khi uy tín của họ còn bao trùm. Và đây là hình tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau đại hội đảng 12 năm 2017, trong lúc Ủy ban Kiểm tra Trung ương sụp sạo để tìm kiếm các bằng chứng để xử bí thư thành ủy thành Hồ Chí Minh Đinh La Thăng và ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, một cơ quan lãnh đạo đảng đối với toàn bộ vùng đồng bằng sông Cửu Long mục đích là tiến tới xử lý các sai phạm có liên quan đến ông Ba Dũng. Tại thời điểm đó, có những thông tin cho biết, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và gia đình đã phải chuyển vào ở tại nhà khách của Bộ Tư lệnh Quân Khu Chính. Cũng tại thời điểm căng thẳng đó, Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV ngày 25 tháng 7 năm 2017 đưa tin hợp mặt đảng ủy viên, đảng ủy Quân Khu Chính các thời kỳ. Bản tin cho biết, cuộc hợp mặt nói trên có các vị nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, như nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cùng các vị lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy quân khu chính qua các thời kỳ. Tại buổi lễ còn có sự có mặt của Phó Chủ tịch nước lúc đó là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh. Bà Phó Chủ tịch nước phát biểu và nhấn mạnh rằng lực lượng vũ trang quân khu chính cần chủ động phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và cấp ủy, chính quyền các địa phương trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn. Và đây là hình cựu Thủ tướng hai nhiệm kỳ Nguyễn Tấn Dũng. Các chuyên gia về chính trị Việt Nam cho rằng, thời điểm đó, việc xuất hiện của các đại thần như Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh tại trụ sở Bộ Tư lệnh Quân khu 9 dưới danh nghĩa hợp mặt lãnh đạo cũ là một động thái bất thường của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối với Tổng trọng. Xin nhắc lại, ông Tô Lâm trước đây là trợ lý cho Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Hưởng, người từng là cố vấn an ninh và tôn giáo cho ông Ba Dũng và cũng được đánh giá là thân cận với ông. Điều đó có liên quan gì đến việc Chủ tịch Tô Lâm về thăm và làm việc tại quân khu chính, vốn được coi là thánh địa và là nơi họp bàn những việc cơ mật của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước đây. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin vì sao Tô Chủ tịch bất ngờ đến thăm quân khu chính, thánh địa cũ của ông Ba Dũng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Lãnh đạo Việt Nam vẫn hôn hào chống tham nhũng. Ngày 4 tháng 7, AFI Tiếng Việt cho hay, Tô Lâm và Nguyễn Phú Trọng, Bộ Công an chống tham nhũng không có vùng cấm, cảnh giác thế lực thù địch. Và đây là hình bài trên AFA. Theo đó, các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 4 tháng 7 đã có những thông điệp kiên quyết về chống tham nhũng không vùng cấm, đảm bảo an ninh, tránh tình trạng lộ bí mật nhà nước, cảnh giác thế lực thù địch trước khi diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 14 vào năm 2026. AFA dẫn truyền thông nhà nước cho biết các thông điệp này được Tân Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra với Bộ Công an nhân hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2024. Báo nhà nước cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đến dự hội nghị này cùng với cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm, trong khi ông Trọng vì lý do không thể đến dự trực tiếp đã gửi thư đến hội nghị. AFA cho biết báo nhà nước dẫn lời ông Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Theo đó, ông nêu ra nội dung bộ này cần thực hiện trong thời gian tới, là tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực với tinh thần không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Và đây là hình hội nghị đảng ủy công an trung ương. Bên cạnh đó, AFA cũng cho biết, trong thư gửi Bộ Công an, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đánh giá lực lượng công an đã phát huy tốt vai trò là thanh bảo kiếm sắc bén trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực người đứng đầu đảng cũng nêu ra một số những vụ án tham nhũng lớn liên quan đến một loạt các quan chức cấp cao trong đảng đã bị xử lý trong thời gian qua. Công an đã đánh đúng, đánh trúng, điều tra làm rõ nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, dư luận bất xúc, có sự đan xen giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, làm lũng đoạn hệ thống chính trị ở cơ sở. Điển hình như vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An, vụ án liên quan đến khu đô thị Đại Ninh ở tỉnh Lâm Đồng, ông Trọng viết. AFA nhận xét, dù báo trong nước không nêu cụ thể những vụ án này liên quan đến ai, nhưng những thông tin và bình luận được các nhà quan sát quốc tế đưa ra cho thấy, những tập đoàn lớn này liên quan đến các sai phạm của cựu chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cựu chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ, những người vừa bị mất chức trong năm nay. Và đây là hình tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mặc dù vậy, theo AFA, người phát động công cuộc đốt lò, tên gọi cho chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nhấn mạnh trong thư. Việc xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực vừa qua được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ với công tác cán bộ, rất nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn, có lý, có tình, các đối tượng đều tâm phục, khẩu phục. Vẫn theo AFA, nhắc đến phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng tiếp theo, ông Trọng lưu ý Bộ Công an rằng tuyệt đối không để bị động, bất ngờ về mặt chiến lược, duy trì giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cao nhất cho phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế. Ông nêu cụ thể lý do là đảng đang chuẩn bị cho đại hội toàn quốc lần thứ 14, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026. Vì vậy, đây là những vấn đề mà cả nước quan tâm, nhưng cũng là vấn đề thường xuyên bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động, nói xấu. Ông Trọng yêu cầu phải có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng bị lộ, bị mất bí mật nhà nước, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường tập trung các biện pháp phòng chống thâm nhập, tác động chuyển hóa nội bộ, cài cắm nội gián của các thế lực thù địch, phòng chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, nhất là ở các cơ quan trọng yếu, cơ mật. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Lãnh đạo Việt Nam vẫn hô hào chống tham nhũng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới